Đây, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một con xe nha, Fusung 650, xe Hàn Quốc nha anh em. Đó, đi qua vòng nha, đổ xi thì thôi rồi luôn. Xe hãng Aquila Hàn Quốc, tên Huy Sung. Đó. Xe đồ xi còn mới lắm nha, máy móc bao zin luôn. Xe có sơn lại màu nhám rồi nha, màu này màu màu xanh da trời á, màu xanh da trời nhám á. Máy về nha anh em, chung là lên xíu đồ chơi đủ xài. Đó. Đồ xi mới cáu nha. Ốc này. Đó. Xe biển số thành phố nha, mình đang đứng tên luôn nha anh em. Muốn ký ủy quyền hay mua bán này là muốn sang tên rút gốc thì ok hết, xe hải quan chính ngạch luôn nha. Bô hạc lây này, đuôi hạc lây này, có bao tay sưởi ấm luôn nha anh em, có sưởi ấm bao tay luôn á. Máy móc thì mình đã xem qua rồi nha anh em, trước mình đã xem kỹ cho anh em rồi, máy móc bao zin chưa làm luôn. Đó. Xe rất đẹp luôn, nói chung là dành cho các anh em nào 3x đổ lên đi rất hợp. Giá thì con này hiện tại mình đang bán với giá là 99.500.000, chưa đến 100 triệu có một con xe. Nói chung là đi cà phê cà pháo hay là đi quan hệ giao tiếp, nói chung là rất hợp nha, nhìn ngầu lắm nha anh em. Đó, xe này đăng ký 2010. Số điện thoại của mình là 0974847553. Địa chỉ cửa hàng là 320 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Nghiệp, Dĩ An, Bình Dương. Đó. Anh em là muốn mình làm mà con gì thì cứ comment bên dưới nha, mình review cho anh em xem. Con xe này là rất keng luôn nha. Cái quan trọng nhất thì mua xe cũ á, là máy móc nó còn zin, không kêu. Đó. Còn mấy cái việc khác vớ vẩn thì mình làm được không? Còn máy đục đến máy móc là mệt lắm, rất đắt tiền và tốn tiền nữa. Đó. Ok, tạm biệt anh em nha.